Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách châm thêm dung dịch thủy canh lên được cái cải mà mình đã đưa lên được 20 ngày. Nó cũng cao được 5 phân rồi, mình nói phải đi. Trước tiên là chúng ta bỏ đến những cái lượng dung dịch trước khi mà thêm thủy canh. Tôi sẽ cho thêm lên. Đây là dung dịch thủy canh. Các bạn pha sẵn rồi nha. Ngoáy đều lên một chút cho nó tan hết đi. Cái dàn thủy canh này mình trồng gọi là trồng cảm, trồng thử nghiệm nên quy mô nó còn nhỏ. Đây mình pha 10 gram dung dịch. Bạn đổ vào. Thì nó sẽ chảy theo cái hướng này. Và nó chảy xuống cái bể đằng kia. Chúng ta đợi một lúc cho cái dung dịch ấy nó chỗ đều, chúng ta sẽ đo. Thì mình giới thiệu vượt qua cái dàn thủy canh nhà mình. Đây là mình trồng thử nghiệm đã có 5 nỗ rồi, một vẹn. Và sẽ làm 4 vẹn. Là tổng cộng là 420 nỗ. Mình dùng thử nghiệm 20 gốc ở đây sau 20 ngày đưa lên, tương đối là năng suất sau một vài phút bơm cho đều cái dung dịch lên thì là chúng ta đã có đẹp. Không 70 nhân 10 nghĩa là 1070 ppm. Đây là cái tầm cải 20 ngày là sẽ rất tốt. Cái công đoạn thứ hai cũng rất quan trọng, đó là chúng ta phải đo cái pH. Thì mình cũng có một cái bài video về pH để nó cái sự quan trọng của pH như thế nào. Nếu mà pH quá thấp thì hoặc quá cao thì cây đều không hút được dinh dưỡng. Và cái từ chỉ số từ 5.8 đến 7.0 thì nó sẽ rất tốt cho cây hấp thụ. Đây là 6.33. Số này là rất tốt cho cây phát triển các bạn đấy. Đây là cái rễ cây, cái cây nó phải màu trắng. Cái gốc này gốc bé nhất đấy, nó phải trắng như này thì cây mới dễ phát triển. Trong một cái dàn thủy canh thì sẽ có một cái cây to, cây bé. Vì là so cái những cái điều chỗ khác nhau chúng ta không đều được nên nó sẽ ảnh hưởng đến việc tập dinh dưỡng của cây.
Rồi chúng ta sẽ chờ đợi thêm, vì là từ lúc chúng ta đưa cái cây này lên mới được có 25 ngày, khoảng tầm 30 ngày đến 35 ngày sẽ thu hoạch. Hôm đấy tôi sẽ có video về thu hoạch các bạn.